Khu du lịch Hồ Núi Cốc hay khu du lịch huyền thoại Hồ Núi Cốc là khu du lịch sinh thái quốc gia nổi tiếng và lớn nhất tỉnh Thái Nguyên. Nằm trên địa bàn xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 15 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 96 km. Hồ Núi Cốc là một hồ nước ngọt nhân tạo với chiều dài 18 km, diện tích mặt nước trung bình 25 km2, dung tích khoảng 226,48 triệu mét khối nước và diện tích tới 2.500 ha. Hồ Núi Cốc không chỉ cung cấp nước phục vụ canh tác nông nghiệp và đời sống dân sinh cho toàn thành phố Thái Nguyên, mà còn có tác dụng cắt lũ cho vùng hạ lưu sông Hồng. Trước đây, nơi này là một đoạn của sông Công, một trong các chi lưu của sông Cầu chảy vòng quanh một ngọn núi có tên là Núi Cốc. Với khung cảnh thiên nhiên kỳ thú, quang cảnh thơ mộng, xa xa là những rừng cây, đồi chè quyện với núi đồi trùng điệp, hòa với mây trắng bồng bềnh, không khí trong lành và mát mẻ, cùng với 89 hòn đảo lớn nhỏ xinh đẹp đầy bí ẩn, mê hoặc và hấp dẫn đã tạo nên bức tranh thủy mạc hữu tình, làm cho Hồ Núi Cốc trở thành một vùng thắng cảnh, khu nghỉ mát và nghỉ dưỡng tuyệt đẹp nằm giữa núi rừng hoang sơ, non nước kỳ vĩ và được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên đất liền của tỉnh Thái Nguyên. Không chỉ là tên vùng đất, vùng hồ mà còn gắn liền với một huyền thoại thấm đẫm nước mắt đã đi vào thơ ca. Nói về chuyện tình thủy chung giữa nàng Công và chàng Cốc, băng qua những đồi chè xanh mướt, ngát hương đồng nội, trải dài dọc hai bên những con đường nhựa, từ Thịnh Đán qua Tân Cương đến Phúc Triều, khu du lịch Hồ Núi Cốc hiện ra trước mắt du khách với không gian thoáng mát, một vùng trời nước mênh mông, thơ mộng như chiếc gương khổng lồ, soi chiếu lung linh mọi cảnh vật xung quanh. Xa xa, dãy tam đảo như bức tường thành xanh thẫm, bồng bềnh mây trắng, cùng với những hòn đảo phủ dập bóng xanh, chạy dài sát mép hồ, làm cho Hồ Núi Cốc càng đẹp và càng quyến rũ hơn. Núi ôm ấp hồ, hồ lồng bóng núi. Qua cổng chính, du khách sẽ bước vào thế giới huyền ảo của khu du lịch Hồ Núi Cốc. Nơi đây là quần thể khu du lịch sinh thái rộng lớn, với diện tích lên tới 19.000 ha, có nhiều loại hình du lịch, dịch vụ phong phú và đa dạng như nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, tâm linh, ẩm thực, vui chơi giải trí phù hợp với nhiều lứa tuổi. Bởi vậy, tùy theo sở thích của mình, du khách có thể thỏa thích lựa chọn địa điểm khởi hành trong hành trình tham quan khu du lịch Hồ Núi Cốc. Với những khách thế hệ trẻ, thì khu trò chơi trong nhà và ngoài trời thường là địa điểm tham quan đầu tiên, sôi động và hấp dẫn. Với sự đa dạng và cuốn hút của những trò chơi như tàu lượn siêu tốc, đu quay, săn thú, lái xe điện đục, đĩa bay, máy bay, đua xe, thú nhún, xem phim 7D và rất nhiều trò chơi điện tử sinh động khác, sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm vui vẻ và sôi nổi bên bạn bè và người thân. Với khuôn viên rộng tới hơn 10.000 m2, khu vườn động vật hoang dã luôn là một lựa chọn không thể bỏ qua của du khách, nhất là với các bạn nhỏ. Khi tới đây, du khách sẽ được ngắm nhìn rất nhiều loại động vật như khỉ, vượn, hươu, nai, công và nhiều loài chim quý. Đặc biệt, du khách có dịp trải nghiệm trò câu cá sấu cực kỳ mạo hiểm nhưng không kém phần thú vị. Đến với khu du lịch Hồ Núi Cốc, du khách không chỉ được tham gia các hoạt động vui chơi mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc, đậm tính nhân văn và ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Khi du khách tham quan quần thể hang động nơi đây, tại động Huyền Thoại Cung, du khách được đắm mình vào câu chuyện huyền thoại đầy tính bi thương giữa nàng Công và chàng Cốc, một mối tình thủy chung còn mãi lưu truyền mai sau. Đến thăm núi Cốc sông Công, nghe câu chuyện cũ nỗi lòng xót thương, trải qua trăm gió ngàn sương, mối tình son sắt thủy chung mãi còn. Động thế giới cổ tích và âm phủ sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm mới thông qua những câu chuyện về đấng siêu nhiên, câu chuyện truyền thuyết đậm tính nhân văn, mang tính giáo dục hướng thiện và lòng nhân ái của con người. Tiếp đến, du khách sẽ đến với động huyền thoại Ba Cây Thông, nơi đây tái hiện lại câu chuyện tình giữa hai người con trai song sinh và một người con gái. Với không khí mát mẻ, cùng hệ thống ánh sáng, âm thanh sống động, nội dung được sắp xếp hết sức khoa học và logic, cùng hệ thống hang động ly kỳ sẽ làm cho du khách như lạc vào chốn huyền thoại, hòa mình với nhân vật, thương cảm và động lòng trắc ẩn mỗi khi tham quan nơi này. Kết thúc hành trình tham quan quần thể hang động, du khách không khỏi ngỡ ngàng khi dừng chân ở công viên nước thoáng và rộng hơn 3,4 hectare. Với 8 đường trượt, khu massage cá, cùng hệ thống bể bơi đa dạng cho mọi lứa tuổi và hệ thống tiểu cảnh sinh động sẽ mang lại cho du khách những giây phút sảng khoái khi hòa mình vào dòng nước xanh mát lấy từ Hồ Núi Cốc. Không chỉ có không gian vui chơi, tham quan, khu du lịch Hồ Núi Cốc còn là nơi lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng ở bất kỳ thời điểm nào trong năm. Với không khí trong lành và nhiều cây xanh, gần gũi với thiên nhiên, núi rừng hoang sơ rộng rãi, thoáng mát và rợp bóng cây xanh.
Khu du lịch Hồ Núi Cốc là địa điểm yêu thích của nhiều đoàn khách khi tổ chức sự kiện, hội nghị, hoạt động trải nghiệm và tổ chức được nhiều trò chơi sôi động ở nơi đây. Dù ngoạn quanh Hồ Núi Cốc, đến thăm những đảo còn hoang sơ và xinh đẹp là một trong những trải nghiệm vô cùng thú vị mà ít nơi có được. Du khách có thể đi du thuyền, cano hay xuồng cao tốc để ra thăm quần thể với 89 hòn đảo lớn nhỏ như đảo Cò, đảo Khỉ, đảo Bạch Đàn, đảo Mâm Xôi, đảo Long Hội. Đặc biệt tại đảo Núi Cái, khi bước qua khoảng 108 bậc thang, du khách dừng chân ở nhà cổ, di tích có tuổi đời hơn 200 năm. Nhà cổ được làm bằng gỗ lim là một kiệt tác về kiến trúc. Đây từng là nơi hội tụ của hơn 1.000 hiện vật là các sản phẩm của hơn 90 làng nghề truyền thống trên khắp đất nước. Lướt nhẹ trên lòng hồ thơ mộng, ngắm nhìn những rừng cây in bóng xuống mặt hồ tĩnh lặng, xa xa là những dãy núi trùng điệp, mây trắng lượn lờ bay, cùng thưởng thức không khí dịu mát, tiếng gió vi vu như tiếng sáo du dương của chàng cốc vẫn còn đâu đây, sẽ làm cho du khách như được lạc vào bức tranh thủy mạc với cảnh sắc sơn thủy, hữu tình. Sau hành trình thăm đảo, du khách đến không gian văn hóa ẩm thực vô cùng phong phú và đặc sắc, với vô vàn món đặc sản hấp dẫn của núi rừng Tây Bắc. Tại đây, du khách có thể lựa chọn những nhà hàng khác nhau với nhiều món ăn ngon, phù hợp sở thích như những món rau rừng, gà đồi, lợn cắp nách, cá chép hồ. Nằm cạnh công viên nước, sân khấu nhạc nước có diện tích lên tới 1 hectare, có những thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại với sự kết hợp giữa nước, âm thanh, ánh sáng để thể hiện các tác phẩm âm nhạc theo từng giai điệu khác nhau và những cột nước phun cao trên 40 mét. Thực sự là điểm nhấn ấn tượng, tạo cho du khách cảm giác hùng tráng, nguy nga. Sân khấu nhạc nước là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật của khu du lịch. Đặc biệt, sân khấu nhạc nước với 3.000 chỗ ngồi luôn biểu diễn vào tất cả các ngày trong tuần. Dừng chân tại quần thể Thuyết Nhân Quả, du khách không khỏi choáng ngợp, ngỡ ngàng và ấn tượng khi tới nơi đây bởi bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni màu vàng cao tới 45 mét, tọa lạc trên đỉnh núi, hướng mặt ra Hồ Núi Cốc, với thần thái từ bi, hùng vĩ và nổi bật từ xa như để phổ độ cho chúng sinh muôn nơi. Điểm đặc biệt và độc đáo nữa của bức tượng này đó là có chùa thiêng thác vàng nằm trong với ý niệm trong chùa có Phật, trong Phật có chùa. Với diện tích gần 5.000 m2, đây là ngôi chùa nằm trong lòng Phật lớn nhất miền Bắc đã được Trung tâm Sách kỷ lục Guinness công nhận. Khi tới đây, du khách không chỉ sửng sốt trước kiến trúc vô cùng độc đáo, cảnh quan đầy uy nghiêm và thanh tịnh của chùa thiêng thác vàng, mà còn được đắm mình vào khung cảnh huyền ảo và cùng lắng nghe về truyền thuyết của ngôi chùa. Phía trước cổng chùa có đặt lưu hương đá, ngay phía sau là tượng các vị thần tài. Bên trái có lầu thờ Quan Âm Bồ Tát, bên phải có lầu thờ Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thoải và Mẫu Thượng Ngàn. Phía kế bên là khuôn viên với các bức tượng khổng lồ, khắc họa rõ nét phong thái của những vị thần, Đại Sát, Diêm La. Bước qua cổng chùa, du khách tới quần thể Thuyết Nhân Quả với 36 hạng mục để tái hiện những câu chuyện, truyền thuyết về nhân quả, mang đậm tính nhân văn, tu nhân, tích đức, hướng thiện của Phật giáo. Những lời Phật dạy được thể hiện qua bức phù điêu sinh động như người con cháu đầy đàn, sống thọ vì do nhân đời trước thường hay phóng sinh. Ai thông minh sáng lạn vì do đời trước thường hay niệm Phật. Ai khỏe mạnh vì do nhân đời trước hiến thuốc cứu người. Ai ấm no đầy đủ do đời trước hay bố thí kẻ nghèo khó. Với không khí mát mẻ, hang động lung linh, kỳ bí và huyền diệu, cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng vô cùng độc đáo ở nơi đây, sẽ đem lại cho du khách những cảm nhận khác lạ, như bước vào thế giới huyền bí tâm linh, bồng lai tiên cảnh, lắng đọng tâm hồn, buông bỏ tạp niệm và thanh thản để đến với chùa thiêng thác vàng. Dừng chân trước cửa chùa, du khách sẽ không khỏi sửng sốt và trầm trồ thán phục trước sự bề thế và không khí linh thiêng của chùa thiêng thác vàng. Trước cửa chùa có tấm bảng giới thiệu tích xưa, câu chuyện kể về một ngọn núi thiêng thác vàng và ngôi chùa thờ Phật với hai không gian thờ là thờ thánh và thờ Phật riêng nhưng có tính kết nối liên thông. Từ ngoài nhìn vào, du khách sẽ đến ban thờ cậu hay còn gọi là ban cậu ở bên phải, ban cô ở bên trái. Tiếp đến, ở giữa là ban thờ công đồng tứ phủ. Tiếp đến là ban thờ tam tỏa thánh mẫu. Phía bên phải nhìn từ ngoài vào là ban thờ bà chúa Kho, ban thờ vua Lê, vua Hùng và bác Hồ. Phía bên trái có các ban thờ tứ bất tử, ban thờ các ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy và ông Hoàng Mười, ban thờ bà chúa Sơn Trang. Đi qua không gian thờ thánh, du khách đến không gian thờ Phật. Ở chính giữa điện thờ là bức tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi ở tư thế kiết già, đôi mắt hé mở nhìn xuống như sẵn sàng cứu khổ, ban vui, miệng cười như hoan hỉ khi thấy chúng sinh tỉnh ngộ. Bên dưới là tượng Thích Ca sơ sinh, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, ngụ ý rằng sự thức tỉnh là cao quý nhất.
tức là Thượng Thiên Địa, Hạ Duy Ngã Độc Tôn. Bên trái là tượng và ban thờ Đức Thánh Hiền, bên phải là tượng và ban thờ Đức Ông. Tiếp đến là tượng và ban thờ của Bát Bộ Kim Cương là những vị thần bảo vệ chùa. Ở ngoài cùng, hai bên lối vào không gian thờ Phật là ban thờ và tượng hai vị hộ pháp khuyến thiện, trừ ác như một lời nhắn nhủ, thức tỉnh nhân tâm. Các bức tượng Phật, Thánh, hộ pháp nơi đây đều rất cao lớn, chạm khắc tinh xảo, hiền từ và đầy uy linh. Với những tiếng kinh Phật, khói hương nhẹ nhẹ bay bổng, thanh tịnh và uy linh như ẩn chứa những giá trị đạo lý nhân sinh sâu sắc của pháp Phật, sẽ khiến cho du khách mỗi khi tới nơi đây như được tu sửa thân tâm, thanh thản để hướng đến cuộc sống ngày mai càng tốt đẹp hơn. Chùa Thiêng Thác Vàng là ngôi chùa huyền bí, linh thiêng. Công trình độc đáo này còn được mang tên Thuyết Nhân Quả như một thông điệp đậm chất nhân sinh để nhắn nhủ cho muôn đời sau. Nổi bật giữa khung cảnh núi non sơn thủy hữu tình, khu du lịch huyền thoại Hồ Núi Cốc là một quần thể danh thắng kỳ thú, thơ mộng, không gian vui chơi phong phú và là khu nghỉ dưỡng lý tưởng và thú vị. Không những vậy, khu du lịch này còn là địa chỉ du lịch tâm linh có kiến trúc độc đáo và linh thiêng. Bởi vậy, khu du lịch huyền thoại Hồ Núi Cốc là một điểm du lịch nổi tiếng, phù hợp với mọi lứa tuổi, là điểm sáng và luôn nằm trong hành trình tham quan của du khách khi tới Thái Nguyên. Với cảnh quan kỳ vĩ, khuôn viên thoáng mát, không khí trong lành, hàng năm, khu du lịch Hồ Núi Cốc đón hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng, vui chơi, hội họp, trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, cùng những bài học giàu tính nhân văn và có ý nghĩa giáo dục con người. Bồi đắp lòng nhân ái, vị tha, hướng và hành thiện để xây dựng cuộc sống, xã hội ngày càng tươi sáng hơn.